Xin chào tất cả các bạn. Đây là chương trình điểm tin lề trái số 2, phát sóng vào ngày chủ nhật mùng 10 tháng 6 năm 2018. Như thông lệ từ tuần trước, chúng tôi sẽ điểm lại những sóng truyền thông lề trái đáng chú ý nhất trong tuần này. Với mỗi sóng, chúng tôi sẽ chỉ ra những sự thật thú vị mà bạn chưa từng chú ý. Sóng truyền thông số 1: Giả vờ chống Trung Quốc để chống cộng. Trong tuần này, Dự luật đặc khu kinh tế mới tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của dư luận trong dự luận đã có nhiều luồng ý kiến cho rằng dự luật này vừa không mang lại hiệu quả kinh tế như kỳ vọng, vừa tạo ra nguy cơ an ninh chủ quyền cho đất nước. Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì những luồng ý kiến phản đối đó đã tạo thành một làn sóng khủng khiếp chưa từng có từ trước tới nay. Đáp lại làn sóng này, chính phủ đã đề nghị Quốc hội hoãn thông qua dự luật để chỉnh sửa các chi tiết gây tranh cãi. Đây là dấu hiệu cho thấy nền dân chủ của Việt Nam đang được cải thiện. Công dân Việt Nam hoàn toàn có quyền tác động đến nghị trường thông qua Quốc hội, qua báo chí truyền thông và qua các diễn đàn khoa học có uy tín. Tuy nhiên, khi làm việc này, công dân vẫn phải tuân thủ luật pháp Việt Nam. Đó là điều mà nhiều người đã không giữ được. Cụ thể trong tuần qua, nhiều gương mặt dân túy trong giới cố vấn, giới giải trí và giới chống cộng cực đoan đã thổi phồng nguy cơ Trung Quốc trong dự luật đặc khu. Họ tuyên truyền rằng nếu nhà đầu tư nước ngoài được phép thuê đất đặc khu trong thời hạn 99 năm như nêu trong dự luật thì Trung Quốc sẽ xâm lược Việt Nam bằng cách mua đất. Từ đó họ vu cáo rằng Quốc hội Việt Nam đang bán nước cho Trung Quốc khi dám soạn thảo dự luật này. Nếu bình tĩnh theo dõi luồng ý kiến cực đoan trên, ta sẽ thấy nó có hai hạn chế. Thứ nhất, nó không dựa trên sự thật. Khi vu cáo Quốc hội Việt Nam bán nước, người ta đã bất chấp sự thật rằng nhiều đại biểu đã phản đối dự luật và dự luật chưa được quốc hội thông qua. Khi tuyên truyền rằng Trung Quốc sẽ xâm lược bằng cách thuê đất 99 năm ở các đặc khu kinh tế, người ta đã bất chấp sự thật rằng luật hiện tại cho phép nhà đầu tư nước ngoài thuê đất trong thời hạn 70 năm trên cả nước. Nếu Trung Quốc có thể xâm lược bằng thời hạn 99 năm, sao họ không thể xâm lược bằng thời hạn 70 năm? Và giờ đây, khi quốc hội đã đồng ý hoãn thông qua dự luật theo đề nghị của chính phủ, các tiếng nói trên vẫn tiếp tục vu cáo Quốc hội Việt Nam bán nước. Qua chi tiết này, có thể thấy những kẻ cực đoan không thật sự quan tâm đến an ninh chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc. Họ chỉ mượn những vấn đề này để công kích nhà nước nhằm phục vụ mục đích chính trị riêng. Hạn chế thứ hai của luồng dư luận này là nó quá hàn học, cực đoan. Chẳng hạn, Lưu Trọng Văn, một thành viên của hai tổ chức chống cộng mang tên Diễn đàn xã hội dân sự và Văn đoàn độc lập, đã kêu gọi soạn thảo một bộ luật đoàn kết dân tộc để xử bắn và tống giam bất cứ ai không yêu nước theo cách mà ông ta muốn. Lời kêu gọi này rõ ràng đi ngược lại lý tưởng dân chủ nhân quyền mà tổ chức của ông tuyên bố theo đuổi. Vậy thì tổ chức nào phải chịu trách nhiệm về luồng dư luận này? Nếu quan sát liên tục bạn sẽ thấy luồng dư luận này được phát động bởi các thành viên Viện IDS cũ, nay cầm đầu diễn đàn xã hội dân sự, văn đoàn độc lập và Viện Phan Chu Trinh. Cụ thể, Phạm Chi Lan, cựu thành viên Viện IDS là người đầu tiên hướng dư luận vào chi tiết 99 năm trong dự luật đặc khu. Bà Lan làm điều đó từ ngày 24 tháng 5, chỉ một ngày sau khi dự luật được đưa ra Quốc hội vào ngày 1 tháng 6, các cựu thành viên Việt IDS liên tục tung ra hai văn bản phản đối và kêu gọi cộng đồng mạng ký tên. Chi tiết 99 năm chỉ trở thành tâm điểm của dư luận từ thời điểm đó. Sau đó, các hậu duệ của Việt IDS tiếp tục dẫn dắt dư luận. Cụ thể là từ ngày 26 tháng 5, hai anh em Lưu Trọng Văn, Lưu Trọng Ninh liên tục đăng bài vô cáo Quốc hội Việt Nam bán nước vì đạo diễn Lưu Trọng Ninh có ảnh hưởng lớn trong giới giải trí, ý kiến của ông ta lan mạnh trong giới này. Chẳng hạn ngày mùng 3 tháng 6, MC Phan Anh đăng lại bài viết của ông Ninh rồi kêu gọi cộng đồng mạng đổi avatar để phản đối dự luật. Từ đó làn sóng khủng khiếp mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề cập đến mới hình thành. Trước đây, nhóm cựu thành viên Viện IDS cũng là bên khởi xướng phong trào biểu tình chống Trung Quốc năm 2011 thông qua các blog Bosit Việt Nam và Xuân Diệu Hán Nôm. Ông Nguyễn Quang A, người đứng đầu nhóm này, cũng là người thiết kế mẫu áo No You của đoàn biểu tình và thường xuyên tài trợ cho đoàn biểu tình ăn nhậu. Trong cả hai lần, nhóm Nguyễn Quang A chỉ đứng sau giật dây và đùn đẩy việc tổ chức các cuộc biểu tình bất hợp pháp cho lớp thanh niên. Hy vọng trong tương lai, nhóm Nguyễn Quang A sẽ tự chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình để có tư cách đòi quan chức và đại biểu quốc hội chịu trách nhiệm. Chúng tôi cũng xin thông báo rằng hiện nay đã có một tổ chức phát động biểu tình để phản đối dự luật tại khu kinh tế mới. Đó là nhóm Đô Thành Sài Gòn, một tổ chức chống cộng cực đoan, tuân thờ lá cờ vàng ba sọc đỏ và mong muốn phục hồi chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũ. Trong khi đó, cuộc biểu tình dường như không còn cần thiết vì Quốc hội đã đồng ý hoãn thông qua dự luật. Trước tình hình mới này, ông Lã Việt Dũng, một thành viên VIP của nhóm No You, đã kêu gọi mọi người không đi biểu tình nữa. Dù bạn ủng hộ lời kêu gọi của nhóm Đốt Thanh Sài Gòn hay lời can ngăn của Lã Việt Dũng, thì cũng xin lưu ý rằng bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước pháp luật. Pháp luật không dung thứ cho các hành vi vu cáo, đưa tin sai sự thật, gây dối mất trật tự hoặc thông đồng với các tổ chức đe dọa an ninh quốc gia. Sóng truyền thông số 2 phản đối dự luật an ninh mạng Ngày 29 tháng 5 năm 2018, Quốc hội Việt Nam đã thảo luận lần cuối về dự luật an ninh mạng trước khi biểu quyết thông qua vào ngày 12 tháng 6. Dự luật này quy định rằng các công ty cung cấp dịch vụ trên internet như Facebook hoặc Google sẽ phải lưu trữ tại Việt Nam dữ liệu của người dùng dịch vụ tại Việt Nam. Quy định này cho phép cơ quan công an nhanh chóng phát hiện và xử lý các dữ liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam. Chẳng hạn, công an sẽ dễ dàng gỡ bỏ các bài viết hoặc trang Facebook có nội dung chống nhà nước từ lửa năm nay, nhiều tổ chức và cá nhân chống cộng đã phản đối dự luật an ninh mạng một cách gay gắt. Trên mặt báo, họ nói rằng dự luật này vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư và quyền tự do ngôn luận của người dân Việt Nam. Nhưng trong thực tế, dễ thấy dự luật này ảnh hưởng đến chính họ hơn là đến người dân bình thường. Trong hai tuần cuối tháng 5, luồng dư luận phản đối dự luật an ninh mạng chỉ được dẫn dắt bởi nhóm phóng viên thân ông Trương Huy San, tức blogger Ô Huy Đức sang tuần vừa rồi đã có hai nhóm nữa nhập cuộc với nhóm ông San. Cụ thể, vào ngày mùng 2 tháng 6, nhóm ông Chu Hảo viết một bức thư phản đối được báo Thanh niên và báo Người đô thị đưa tin. Từ ngày mùng 5 tháng 6, luật khoa tạp chí vừa đăng lại bài cũ, vừa có một số bài viết mới để phản đối dự luật. Ngày mùng 7 tháng 6, nhóm Hết Trainer đăng ký một ý kiến phản đối dự luật và kêu gọi cộng đồng ký tên. Hiện nay, họ đã thu được 9.000 chữ ký. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết bản kiến nghị này được soạn bởi Nguyễn Vi Yên, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1995. Từ ngày 30 tháng 4 năm 2014, Vi Yên đã tham gia nhóm tinh thần khai minh do ông Chu Hảo tài trợ. Từ ngày tháng 3 năm 2017, Yên cũng trở thành biên tập viên của trang luật khoa tạp chí của Trịnh Hữu Long. Ngoài ra, Yên cũng tham gia nhóm Hết Channel, một nhóm thân luật khoa tạp chí. Như vậy, ba nhóm phản đối dự luật an ninh mạng trong tuần này có thể đã phối hợp hành động với nhau. Trong tuần này, các nhóm vừa nêu chủ yếu tuyên truyền rằng nếu dự luật an ninh mạng được thông qua, nó sẽ vi phạm một số quyền tự do cá nhân, quyền riêng tư và quyền tự do ngôn luận. Như vậy, họ đã nói thẳng vào mối quan tâm chính của mình thay vì viện cớ dự luật này ngăn cản cuộc cách mạng công nghệ 4.0 như trong tuần trước. Dù những người phản đối dự luật an ninh mạng đã trung thực hơn Họ vẫn mắc phải hai hạn chế. Họ đưa tin không đầy đủ, đưa tin một chiều để đánh lừa dư luận. Chẳng hạn, họ lờ đi một thực tế rằng chính phủ của nhiều quốc gia trên thế giới cũng đang kiểm soát dữ liệu trên Facebook và Google vì lý do an ninh quốc gia. Chẳng hạn, ở Mỹ, cơ quan an ninh quốc gia trực tiếp được truy cập dữ liệu của Google, Microsoft, Apple và Skype thông qua các chương trình do thám của mình cần lưu ý rằng chương trình này cho phép NSA được theo dõi dữ liệu của cư dân toàn cầu chứ không chỉ của người dân Mỹ. Trong mọi tập thể, tự do cá nhân luôn mâu thuẫn với an ninh của tập thể. Vì vậy, mọi chính phủ đều phải tìm cách cân bằng giữa an ninh của tập thể và tự do của cá nhân thông qua luật pháp. Khi đánh giá luật an ninh mạng, cần xem xét cả nhu cầu an ninh quốc gia và tình hình thế giới trên thực tế chứ không chỉ dựa vào ba xu lý thuyết nhân quyền. Thứ hai, nhiều người phản đối dự luật an ninh mạng đang phát biểu một cách rất võ đoán và vô căn cứ. Chẳng hạn, giáo sư Nguyễn Đăng Hưng đang tuyên truyền rằng dự luật an ninh mạng là một âm mưu của nhà nước để đẩy Google và Facebook ra khỏi Việt Nam nhằm dọn đường cho Trung Quốc xâm lược Việt Nam. Ông Hưng nói sai sự thật vì trong thực tế Google và Facebook đang đặt một lượng lớn máy chủ ở Việt Nam để đáp ứng những quy định mà luật an ninh mạng có thể sẽ đưa ra. Như vậy, nếu Google và Facebook không bị đẩy ra khỏi Việt Nam sau khi an ninh mạng được thông qua thì chúng ta có thể nhìn ông Nguyễn Đăng Hưng như một kẻ vu cáo. Sóng truyền thông số 3, bịa chuyện thâm cung bí sử. Trong tuần qua, ông Bùi Thanh Hiếu, chủ blog Người Buôn Gió, đã viết một loạt bài dài mang tên Vũ Nhôm và Bể Phúc. Trong loạt bài này, Hiếu kể rằng Vũ Nhôm từng là đệ tử của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từ hàng chục năm trước, thời ông Phúc còn làm giám đốc sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Nam. Sau đó, khi tách tỉnh, Vũ Nhôm ở lại Đà Nẵng để theo phe Nguyễn Bá Thanh. Gần đây, Vũ Nhôm bị báo chí phanh phui không phải vì vi phạm pháp luật và mà vì bị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả thù về tội bỏ Thủ tướng theo phe khác. Cũng trong tuần qua, Đài RFA đã tung tin đồn về vai trò của Vũ Đình Duy trong vụ Trịnh Xuân Thanh bằng cách phỏng vấn Đặng Sương Hùng, Nguyễn Khắc Mai, Lê Trung Khoa và Bùi Thanh Hiếu. Khi trả lời phỏng vấn, bốn người vừa kể đã phỏng đoán rằng Trịnh Xuân Thanh không bị bắt vì vi phạm pháp luật mà vì cuộc đấu đá giữa các phe, bằng chứng là nhà nước bắt Trịnh Xuân Thanh nhưng lại để Vũ Đình Duy tự do ra tòa làm chứng trong vụ Trịnh Xuân Thanh. Như vậy, chỉ trong một tuần, Bùi Thanh Hiếu đã hai lần tung tin về chuyện đấu đá phe nhóm để phủ nhận những nỗ lực chống tham nhũng của nhà nước. Sóng truyền thông của ông Hiếu có hai điểm không ổn. Thứ nhất, ông chỉ đang tung ra những tin đồn vô căn cứ theo kiểu thuyết âm mưu. Chẳng hạn, để chứng minh Vũ Nhôm từng là đệ tử của Nguyễn Xuân Phúc, Hiếu chỉ đưa ra bức ảnh họ chụp chung trong một nhà hàng. Nếu đây là bằng chứng xác thực, thì dựa vào ảnh chụp chung của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và cựu Tổng thống Obama có thể kết luận rằng Obama là một đảng viên đảng Cộng sản. Tương tự, khi gán Vũ Đình Duy với chuyện phe phái, Hiếu quên mất rằng Duy có thể được biệt đãi nhờ nhiều lý do khác như vì đã hợp tác với cơ quan điều tra. Khi RFA giúp Bùi Thành Hiếu và Nguyễn Khắc Mai phát tán tin đồn, đài này đã lộ nguyên hình là một báo lá cải, không tuân thủ nghiệp vụ báo chí. Thứ hai, Hiếu đã cố tình bỏ qua cái nhìn toàn cảnh. Trong thực tế, chiến dịch chống tham nhũng hiện nay không chỉ bao gồm những án tù mà còn đi liền với kế hoạch tinh giản biên chế để gia tăng hiệu quả của bộ máy nhà nước. Không thể phủ nhận rằng những thay đổi này khiến nhà nước hoạt động hiệu quả tiết kiệm hơn quan chức ít có cơ hội tham nhũng hơn không nên bị ám ảnh về chuyện đấu đá tranh giành quyền lực tới mức quên đi thực tế đó nói gì thì nói bùi thanh hiếu cũng không phải là một nguồn tin đáng tin cậy ông hiếu từng là một con nghiện ma túy sống kiếm bằng nghề trộm cắp cờ bạc đâm thuê chém mướn đòi nợ thuê chị gái ông từng là chủ một ổ mại dâm từ năm 2013 đến nay ông hiếu sang đức và sống bằng tiền của các tổ chức chống nhà nước Việt Nam. Như vậy, Hiếu vừa không có cơ hội biết rõ nội tình trong vụ Vũ Nhôm, vừa có hoạt động động cơ để tung tin đồn sai sự thật về vụ việc đó. Sóng truyền thông số 4. Các người nhóm tội phạm trong Hội anh em dân chủ. Ngày mùng 4 tháng 6 năm 2018, phiên tòa phúc thẩm xử 4 thành viên của Hội anh em dân chủ với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân đã diễn ra ở Hà Nội. Tòa giữ nguyên án sơ thẩm cho cả bốn bị cáo. Trong suốt tuần qua, nhiều tổ chức cá nhân trong phong trào chống cộng đã khai thác phiên xử này để tuyên truyền. Cụ thể là vào ngày mùng 2 tháng 6, Phạm Đoan Trang đã về Hà Nội rồi công khai tuyên bố rằng mình sắp đi dự phiên tòa để thu hút sự chú ý của dư luận. Sau phiên xử, luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, nói trên VOA rằng hội đồng xét xử đã vi phạm luật tố tụng hình sự Việt Nam khi từ chối phát các băng ghi âm bằng chứng tại tòa theo yêu cầu của bị cáo. Trước và sau phiên xử, Đảng Việt Tân đều tuyên truyền rằng bốn bị cáo là những anh hùng bất khuất, không hề suy chuyển trước tòa. Trong khi đó có hai tổ chức quốc tế tuyên truyền rằng bốn bị cáo không làm gì sai mà chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận của họ. Cả ba thông điệp trên tuyên truyền đều có phần sai sự thật. Thứ nhất, không thể nói rằng hội đồng xét xử từ chối cung cấp băng ghi âm để che đậy bằng chứng được, vì trong thực tế, những người tham gia tố tụng đã được tòa cung cấp phần bóc băng ghi âm. Nếu thấy băng có nội dung tuyên truyền vi phạm pháp luật, hội đồng xét xử có quyền từ chối phát lại băng tại tòa. Bởi theo khoản 3, điều 308 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, thì hội đồng xét xử có thể không công bố tài liệu có trong vụ án nếu thấy cần thiết. hệ thống pháp luật của các quốc gia khác cũng có những quy định tương tự. Như vậy, luật sư Trịnh Xuân Phúc đã nói sai luật khi trả lời phỏng vấn VOA. Thứ hai, không thể nói rằng các bị cáo chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận chứ không vi phạm pháp luật được. Hội Anh Em Dân Chủ được thành lập, tài trợ và điều hành bởi Đảng Việt Tân, một tổ chức có mục đích lật đổ nhà nước cả Việt Tân lẫn Hội Anh Em Dân Chủ đều có những hoạt động gây hại cho xã hội Việt Nam. Chẳng hạn, hồi tháng 7 năm 2016, hai nhóm này đã lợi dụng vụ xả thải trái phép của nhà máy Formosa để phát động một phong trào biểu tình của dân công giáo. Những người biểu tình bịt mặt đã tấn công công an bằng gạch đá gậy gộc. Họ thậm chí còn trăng dây chặn ngang quốc lộ 1A và dùng gậy đánh những người dân thường cố đi qua. Khi một xe cấp cứu đến đoạn chặn, người nhà bệnh nhân đã phải quỳ lại đoàn biểu tình để được đi qua. Qua vụ này, có thể thấy hoạt động của Hội Anh Em Dân Chủ đe dọa an ninh quốc gia và sự bình yên của xã hội. Thứ ba, Đảng Việt Tân không nên lấp liếm sự thật để tôn Hội Anh Em Dân Chủ làm anh hùng. Ngay từ phiên sơ thẩm ngày 5 tháng 4, các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ đã lộ mặt hèn nhát. Theo lời ông Đỗ Nam Trung, thành viên Hội Anh Em Dân Chủ, thì Chủ tịch Phạm Văn Trội đã bán đứng anh em trong hội để được hưởng án nhẹ hơn. Kết quả là Trội lĩnh án 7 năm tù, chỉ bằng một nửa mức án cho các thành viên khác ngoài ra trong phiên sơ thẩm phạm văn trội đã xin tòa khoan hồng giảm án vì trội đã khai báo trung thực khách quan có bố được tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp cách mạng có mẹ già là nữ du kích đang chờ con về tương tự trội nguyễn trung tôn cũng xin giảm án với lý do là có bà ngoại là bà mẹ việt nam anh hùng gia đình nhiều thế hệ có công với cách mạng một số nhân chứng còn khẳng định rằng phạm văn trội và nguyễn trung tôn đã khóc trước tòa đến phiên phúc thẩm Trội tiếp tục than mệt mỏi, muốn về phụng dưỡng mẹ già để xin tòa giảm án. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Đài, lãnh đạo hội anh em dân chủ, đã bỏ anh em để sang Đức tị nạn chính trị. Khi đảng Việt Tân vẫn phong các thành viên hội anh em dân chủ làm anh hùng, bất chấp sự, sự thật trên, phải nói rằng da mặt của họ quá dày và họ đánh giá người dân Việt Nam quá thấp. Đây không phải là lần đầu Việt Tân nói dối. Trong suốt thập niên 1990, họ từng giả làm các chiến khu trong nước rồi chụp ảnh đăng báo để xin tiền tài trợ của người Việt hải ngoại. Họ cũng từng ám sát ít nhất 5 nhà báo dám viết bài lật tẩy họ. Đây là những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng mà các tổ chức quốc tế và các chính phủ phương Tây cần lên án. Dự báo trong tuần tới, các tổ chức chống cộng sẽ tiếp tục lợi dụng khẩu hiệu chống Trung Quốc để tuyên truyền. Sau khi dự luật đặc khu kinh tế mới bị hoãn thông qua, họ sẽ giữ sóng truyền thông bằng chuyện Formosa và chuyện đường lễ bò trên biển. Ngoài ra, họ sẽ tiếp tục kêu gọi phản đối dự luật an ninh mạng. Nếu luật được thông qua, họ sẽ lên án Việt Nam vi phạm nhân quyền, rồi tìm cách thích nghi bằng cách nâng cao bảo mật và dùng các loại blog khác, mạng xã hội khác. Cũng từ thời điểm này, Diễn đàn Xã hội Dân sự và Luật khoa Tạp chí sẽ xây dựng phong trào phản đối các dự luật của Quốc hội Việt Nam. Sau cùng, Nguyễn Văn Đài sẽ tuyên truyền về tình trạng vi phạm nhân quyền trong nhà tù và tòa án Việt Nam ngay khi sang Đức. Chương trình Điểm tin Lề trái số 2 phát vào ngày Chủ nhật, mùng 10 tháng 6 năm 2018 xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần tới.